Xin chào bà con và các bạn đã đến với kênh Hoa Quả Sạch Cao Phong. Hôm nay mình đi tham quan một mô hình dòng chuối tiêu hồng sau cải tạo chu kỳ cam cải tạo. Chưa biết thâm canh để dòng cây gì. Mô hình dòng chuối rất là hợp lý. Cũng có những nhà vườn đã cải tạo dòng chuối 3.000 m nhưng mà cũng thu hoạch cũng được hàng trăm triệu một năm. Mình đi tìm hiểu và để chia sẻ với bà con mô hình đây là dòng chuối tiêu. Để mọi người cùng theo dõi mình và tìm hiểu nhé. Đây các bạn, đây là mô hình chuối tiêu của nhà chị Huyền. Đấy, có 3.000 m, 3.000 m chị nhỉ? 3.000 m mà năm vừa rồi thu là được 6-70 triệu chứ. 64 triệu, 64 triệu tiền chuối đấy mọi người ạ. Đây là bạn chị đủ chu kỳ cam 14 năm, 19 năm cơ. Chính là chị cải tạo là chị dòng chuối tiêu đây. Mô hình chị khởi xướng đầu tiên ở đây mọi người. Chị thu hoạch và bây giờ cây giống đây mọi người nhìn. Cây giống chị đang bán hiện tại là 6.000 một cây giống. Đấy, chị đang bứng chị bán đây. Những bà con, cô bác, anh chị em ai xem nếu muốn giống dòng tiêu hồng thì liên hệ với mình qua số điện thoại. Đây, bác chủ vườn đây. Bác nông dân vậy thôi, bác đi làm vậy thôi nhưng mà bác nhiều tiền lắm mọi người ạ. Đấy, đây là mô hình dòng cam 3.000 m của bác ấy, bác ấy cải tạo, bác cái dòng chuối tiêu hồng. Bác là người đi đầu tiên, mình dẫn mọi người tham quan vườn của bác. Mà chuối thì đầu tư ít chị nhỉ? Đây, cho mọi người cùng mình hỏi bác ấy nói chuyện thì mọi người cùng xem. Đầu tư rất ít đúng không chị? Một năm làm đầu tư mấy nhỉ? Từ cả ngày năm ngoái mua giống phải giống đắt, năm nay mà cả 3.000 m thì đầu tư mất khoảng 17-18 triệu thôi. Vâng, đấy có 17-18 triệu tiền phân đầu tư thôi mọi người ạ. Cả mà phân giống, giống cả phân cả giống luôn á. Mà bây giờ mà dòng coi như là giống là không phải 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 đầu tư lại chị nhỉ. Như này là cứ bứng năm ra. Năm nay là không phải đầu tư lại mà đã bán được mười mấy triệu tiền giống nữa đấy. Đấy, chị bán được mười mấy triệu tiền giống rồi mọi người ạ. À, đây là chị dòng và chị đây chị bứng những cây như này lên là chị lại dòng và để lại một cây để chị chăm thôi. Đây như mọi người chị nhìn này, đấy. Rất là đẹp. Mà khoảng cách chơi khoảng cách dòng là như thế nào chị nhỉ? 2m3 một cây. Khoảng cách hợp lý dòng là 2m3 vuông hả chị? Ừ, 2m3 vuông. Khoảng cách 2m3 vuông là dòng vuông mọi người là hợp lý nhất. Đấy mọi người cứ nghiên cứu và xem. Vườn nhà ai bà con hay xem kênh của mình thì cải tạo đất mà chưa biết dòng cái gì, dòng cây ngắn ngày thì thực sự thì làm bỏ công ra làm chẳng được thu bao nhiêu. Dòng chuối như này thấy mô hình của chị rất là hay và ý nghĩa thì mình chia sẻ với mọi người. Một năm đây 3.000 m mọi người nhá, nhưng mà chị thu được những 6-70 triệu mà công bỏ ra rất là ít luôn. Dễ chăm sóc. Đây chuối kìa, mọi người nhìn kìa. Mình sẽ đưa mọi người đến sát cái buồng chuối của chị. Vâng. Đấy. Chị còn đang dẫn mình đi xem vườn các bạn ạ. Đấy, chị bảo buồng chuối to. Đây, to thật mọi người ạ. Đây là những cái cây này là những cái cây nó còn lại chị nhỉ? Nó ra sau chắc. Vâng. Nhưng mà người ta cũng đặt hết rồi chị nhỉ? Vâng, đấy chị chỉ chờ cắt thôi mọi người nhá. Cái nguồn tiêu thụ nếu như mọi người liên hệ với mình cây giống mọi người mua được dòng thì có gì thì đây chị. Đây là chị bán được luôn là công ty về thu gom mọi người không phải sợ đầu ra. Có bán mình liên hệ luôn để mọi người cùng tiêu thụ luôn. Nhà chị người ta đặt trước luôn rồi mọi người nhá. Đây. Đấy. Cây to nhỉ chị nhỉ? Cây to thật mọi người ạ. Đấy, cây to thật. Xong là rồng như này là ít nữa nó mầm như này là ví dụ một cây lên là chị phạt đi chứ đúng không chị? Em vâng, em thấy những cái vết như này là phạt đi đúng không ạ? Chỉ để một cây thôi chị nhờ. Đấy. Có nghĩa là khi mọi người ạ, có nghĩa là khi cái cây này để nuôi lên thì chị chỉ để nuôi một cây thôi và tất cả những cái mầm này mọc lên là chị đều phạt hết đi. Đó, và như bây giờ là cây này nó đã ra buồng. Cây này nó đã ra buồng rồi nha mọi người nhá. Có quả rồi nên là chị để lại như này này để chị bán cây giống. Đó. Còn những cây này ví dụ như cây này buồng này người ta thu hoạch chặt đi, bán đi thì là chị chặt cây này. Chặt cây này đi và chị để một cây thôi. Như thế này. Đó.
để lớn lên và nuôi cuối năm là chị lại thu thì chị lại để cây giống như này bán. Sướng nhờ chị nhờ, có 3.000 mét, nếu như mà cây ngắn ngày như này mà rồng thì bán làm sao mà đủ được cái tiền công 3.000 mét này ấy, chị nhờ. Được 80 triệu đấy. Đấy, tính ra là được 80 triệu rồi mọi người ạ. Bên kia là vườn của nhà bác 5.000 mét, đấy, đang rồng. Như này có phải tưới không hả chị Huyền? Cũng phải tưới ạ. Vâng. À cũng phải tưới mọi người ạ. Mình cứ nghĩ là chuối này rồng nó lá nó to ẩm chẳng phải tưới. Cũng phải tưới ạ. À vâng, đấy được chị chia sẻ là chuối thì càng độ ẩm bao nhiêu thì quả nó càng to, càng nhanh lớn bấy nhiêu mọi người ạ. Mà ăn chuối này ngon lắm. Mình thì mình chưa dòng chuối, mình chưa tìm hiểu về chuối, nhưng đây là mình thấy mô hình nó hiệu quả thì mình chia sẻ với bà con và các bạn. Chứ mình cũng chưa tìm hiểu về cách chăm sóc cũng như là cách trồng chuối. Mình chỉ về cam thôi. Thì mình thiên về cam nhiều hơn, nhưng đây là cái mô hình mình thấy nó hay quá thì mình chia sẻ với bà con và các bạn cùng tham khảo. Và đến đây mình cũng xin kết thúc video tại đây, chia sẻ với bà con và các bạn. Những ai đang xem kênh cũng như là yêu mến kênh, luôn đồng hành với kênh của mình, xin tiếp tục ủng hộ mình. Với những ai chưa đăng ký kênh thì xin ấn đăng ký kênh để giúp cho mình thêm một nghị lực tạo ra những cái video mới chia sẻ với bà con và các bạn. Hẹn gặp lại bà con và các bạn trong video sau nhé.